bật ở dưới luôn không anh? Là ngăn. Xe này không nha, xe này không nha. Nhâm Thiện Thủy, Nhâm Thiện Thủy ơi. Đơn gì có bán tội ra tụi có mẹ luôn bài thì cũng vậy. ba mươi tám nghìn năm trăm Ok chưa? Rồi, ok. Yêu cầu là các chị bán cho em tiền vé qua cầu. Đấy, bởi vì là chừng thời gian của em rất vội mà cái này tắc đường hơi lâu. Chị không nè. Đấy, cái này không biết là lý do gì, tại sao có cái bức xúc nào trong dân làm sai cũng thế nào mà để tắc đường. Tôi đã có một lần ý kiến rồi. Bây giờ lâu giờ là tôi là lại không biết là tình hình sự việc là vẫn chưa có gì thay đổi. Mấy tháng trời rồi. Mà chúng tôi đi qua thì là cầu thì chúng tôi chấp hành mua vé. Anh chị không nè. Chấp hành mua vé vé phải vé quá có bị thủy chứ phải là vé BOT. Bởi vì nào cho trả đi cái BOT đâu cả. Đó, bạn có nghĩa phí và lệ phí gì đó của cầu là chúng tôi mua. Có gì đang để